Rồi, bà con bác đại lộ Thăng Long nhá. Quất đào và các nơi đưa về hôm nay thấy mấy cây cất thế. Đang định tính là tự tay trồng nhưng mà lấy một cây với cả tiểu cảnh mà sợ bận quá chắc không kịp được đâu. Thấy cái cây này nó tầm tạm có gốc tiếp. Có chậu rồi. Đang tính cây này tầm 1 triệu rưỡi trở lên bác. Anh xem có hợp lý không, thấy cây nào mà gốc nó to thì để quất quất mà chiều quay lại để tham khảo đã, xong rồi khi mai mình lấy hoặc là tí nó kết cái nào đấy. Còn những cây mà trong chậu như cái vại cái chu thì tầm trên 3 triệu. Chơi này khi các cụ nó không thích đâu, là cảm giác nó không có ngọt nhất, nhưng mà anh em chơi cây thì nhìn lại thấy nó có được cái gốc và nó chơi lâu dài được đấy, chứ không chỉ riêng gì là chơi Tết các bạn. Cảm cảnh thì xấu. Đây là con này thú hay, nhưng mà chơi này là các cụ về các cụ trẻ đấy, muốn chiều này nó không thích đâu. Anh em chơi cây thì hiểu về cây thì nó lại thích. Cây này cũng tầm 1,5 triệu đổ lên. Quá là cây nhỏ như này nó bảo 1,5 triệu. Cũng hợp lý. Về xòe nó gà như gà bị mổ á, về xòe tôi đi quay đi kiểm liên tục các bác, nó giật lắm, xem tôi qua cảm bản thân cái xem nó thấy đau mắt, tôi đành chịu rồi. Thực tế nó như thế con, như mình có làm nhà báo luôn đấy. Cây này được cái quả xuê xuê vào chậu có thời gian rồi nhưng mà lại lâu quá, là không phải mà lại mất cái tiền. Đấy, cái này thì là quả cây quả cái bé. Quay để chọn cho ông già chọn. Ôi cái đấy không thích, cam canh là không thích. Cam canh là không chơi rồi. Đấy, con này. Bạn ngàn cốt đào bác, vừa thấy cây đào rất là to nhé. Mà lại thấy bảo phát nó hơn 4 triệu. Nhưng nhà mình nghèo trả tính thuế làm gì. Nhìn nó hoành tráng quá. Đấy. Đấy. Con này. Con này nhiều quả nhưng mà lề xòe quá con này. Quất này là tiền nó rất là lề xòe. Con này dáng thế thanh thoát mà không có tán. Dáng thế thanh thoát không có tán. Được cái nọ mất cái kia rất là khó. Đây cái cây xung xê ở đây thì hay, nhưng mà bệ hơi nhỏ. Này không có quả. Không có quả. Bây giờ tan tầm quá. Người ta đi làm về nhiều. Này đang bán chạy đây, đang giữ giá đây.
cây này này các bác này, nó lùn lùn bonsai nhưng mà vấn đề là quả ít quá, rất tươi xanh, có quả xanh, có quả chín, có hoa, có lộc, nhưng mà có quả non, nhưng mà vấn đề là ít quả quá. Đấy, rất khó các bác, mình chọn cây rất khó. Khi mình xuống bãi mình chọn về tự trồng, mình mới tự trồng thì nhìn cái rêu với cái nó phải đắp thì nhìn nó hơi giả. Tôi đang tính là có khi phải mua. Đó, mua có khi để chơi để sang năm nó ngon ngon là mình đỡ phải mua đấy. Mình không chuyên cái món quất này, nhiều khi cây dáng đẹp cũng chả quả nó không nhiều như ra làm hay đâu. Phải học học, phải học thêm tí. Đây con này có còn quất này đây. Con này nó bảo 3 triệu mấy để ra mua được, còn mang cả cái tí nữa xung tết. Dọc từ Hà Nội lên đường trong nội thành về phía đến tận Thạch Thất các bác, và giải dọc đường luôn, bán dọc đường luôn. Mới hôm trước là chưa có đâu, hôm nay là bắt đầu tấp nập rồi. Đây này các bác, tôi thích cái cây này này, nhưng mà nó khá là điệu đà, nhưng mà vấn đề là cái quả của nó hơi ố, quả hơi nhỏ hơi ố, mà nó lại không có lộc, nó không có lộc mà cái phía sau của nó lại bị ố, mình bị mất phía trước là đẹp, thân dáng thế khá là điệu các bác. Đây, thân là khá điệu, quần chuyển ok này, quất thì mình không đòi hỏi cao nhưng mà thế này là được rồi. Vấn đề là được một mặt này, được thì nói về được về nhiều quả các bác nhé, chưa đầy đủ các yếu tố lộc, từ lộc cho đến quả xanh cho đến hoa thì cái này là hơi thiếu. Mà nó có một cái nữa là ở cái phía sau này nó lại mình bị mất bị ố. Trên chim và mấy hồ chim để sân là nhìn thấy rất là lộ chỗ này này. Đấy, rất ố và ít quả, có thể là ông này ông để cái chỗ này nó bị bóng, còn này trên ngọn này rất là ố. Gốc một quả đi. Dáng thông hay là dáng có vẻ xòe ngày xưa, mới về chơi chú trọng chơi gốc. Vấn đề là cái gốc được rồi nhưng quả là kém gốc, rất khó, rất khó để chọn. Nhiều khi mình không tiết tiền nhưng mà mua cái cây là ưng ý, được cái nọ mất cái kia về mua cái lăn tăn nữa. Cái này không bán bao nhiêu đấy? Đang bảo 3,2 triệu thì phải. Cái này à? Cái to này này là to nhất rồi, hình như vừa bảo 3,2 triệu. Cái nhỏ nhỏ cái này đấy. Ừ đấy, cái này to nhất ở đây rồi. Gốc này kiểu gì mà gốc nó to đấy nhỉ? À, lâu năm nó cưa đi rồi mà. Yeah. Chơi này hay nhưng mà nó kiểu là gốc cổ. Có cái nhà to to tí để vào được, để sân. Hơi ít quả. Quả hơi bé. Gốc thì to, quả hơi bé. Vậy thế, con này hơi bị ố cái mặt sau tiếp thế. Quả hơi nhỏ. Không có quả xanh. Hoa không có. Lộc cũng ít. Mặt sau bị mất. Rất tiếc. Dáng thì ok. Để ra làm xem cái vải này thì
Đây các bác, giờ bắt đầu tối này. Đó, có gì không nữa. Chắc mua cái vải kia rồi. Kia mua chậu kia bao tiền này? 2,5 triệu. À, 2,5 triệu. Đang chọn cây ứng như gốc lại hỏng mất cái tán. Khó đi. Cây được gốc thì lại không có quả. Cây này cũng hay này nhưng mà quả ít quá. Đó. Cái này hình như bảo là tầm 1,3 triệu đổ lại tầm được. Vừa bán bao nhiêu cây đấy? Tất cả cây của em bán cây nào? Không bảo vừa bán bao nhiêu cây vừa này đấy. Đây bán 3 triệu. 2 triệu mấy hay 3 đồng 3. Mình muốn mua cây mình chơi không kho cho vào đây đâu. Đào rất nhiều, hai đầu rất nhiều đào.